sự thật về cái chết của một tín đồ tin lành. Cái chết thường sẽ là sự đau buồn, mất mát lớn của gia đình, dòng họ, buôn làng không nên nhắc đến. Tuy nhiên, nói đến cái chết của bà Iafan ở buôn Ia thị trấn Ia là bài học đắt giá. Nguyên nhân bắt đầu từ việc lây nhiễm COVID-19 của bà Iafan được xác định là do cùng chồng Y Dăm Eban Aefan lôi kéo 20 người tổ chức sinh hoạt tôn giáo tin lành truyền giảng phúc âm trái phép tại nhà riêng ngày 16 tháng 1 năm 2022. Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng nhóm này không thực hiện các biện pháp an toàn, không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, dẫn đến có tới tận 15 người trong đó lây nhiễm. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, bà Yafan được đưa đi cách ly điều trị đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 điều trị xong về nhà. Tuy nhiên, đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022, Yafan đã chết do tuổi cao, sức yếu, bệnh nền yếu tim, cộng với quá trình nhiễm COVID-19 làm suy kiệt sức lực một phần, do bà Yafan chủ quan xem thường dịch bệnh, trước đó không tiêm vaccine COVID-19. Từ 15 tín đồ nhiễm COVID-19 trên đã lây cho 50 người khác trong buôn, trong đó có 39 tín đồ tin lành truyền giảng phúc âm. Điều đặc biệt là trong 39 tín đồ này chỉ có 5 người tiêm vaccine, còn lại từ chối tiêm vaccine. Gia đình Yafan không có một ai tiêm vaccine, mặc dù được nhà nước cấp, tiêm miễn phí và nhiều lượt cán bộ thị trấn và thôn, buôn đến vận động thay vì như bao tín đồ tin lành khác tập trung đến các tri hội, điểm nhóm, mà nhà nước cho phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật thì từ năm 2016, Iafan đã lôi kéo khoảng 15 hộ, 109 tín đồ tin lành tại Buôn Ia Sút về sinh hoạt tại nhà riêng và chuyển sang hệ phái truyền giảng phúc âm do ông đoàn trung tín, ở thành phố. Hồ Chí Minh chỉ đạo và tự phong cho nhau là mục sư, đương nhiên là các mục sư, này không được cơ quan nhà nước nào công nhận. Mặc dù sự việc xảy ra như vậy, Iafan vẫn u mội phủ nhận vai trò của vaccine phòng COVID-19, trong khi cả thế giới đã kiểm nghiệm hiệu quả của vaccine trong việc kiểm soát dịch bệnh, giúp cho con người có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Thời gian qua, trên địa bàn huyện La, cũng đã ghi nhận một số tím đầu tin lành truyền giảng phúc âm khác, ở Kuozhazang, EA dâng từ chối tiêm vaccine tương tự. Khi để xảy ra sự việc lây nhiễm, Iafan lại không hợp tác truy vết, không khai báo đầy đủ, khi vợ chết thì đổ lỗi cho chính quyền có những lời lẽ chửi bới, lăng mạ, thách thức chính quyền, tiếp tục không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 trong đám tang của bà Iafan. Sẽ có những cái chết vì chủ quan, nếu tiếp tục xem thường dịch bệnh tổ chức tiệc đám cưới, đám ma tập trung đông người vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Mong rằng, bà con trong các buôn làng ế đê tại thị trấn Ia Cốc nói riêng, huyện Ưm Ga nói chung lấy đây làm bài học, cần nhắc nhở nhau chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình và xã hội để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này